Bạn chung thủy đến mức nào? Tôi đi mua xôi ở chỗ khác chỗ quen. Khi đi qua chỗ quen cũ kia tôi phải giấu gói xôi đi. Bà chủ quán cũ thấy mày giấu gói xôi. Cút 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 cút. Con mèo nhà tôi vừa làm con mèo nhà hàng xóm đẻ 5 đứa. Nhanh trí tôi đưa con mèo nhà tôi đi triệt sản luôn để giữ gìn lòng chung thủy sắc son cho nó đối với vợ con. Đi cắt tóc chỗ khác xong không dám quay lại chỗ cũ cắt nữa. What? Mẹ mình mua đồ chỗ cô khác đi lại chỗ cô bán cũ. Mẹ có cảm giác ngoại tình. Kiểu gì? Ai yêu tôi đi, tôi đã mua ghế cho chúng ta cùng ngồi ngắm hoàng hôn rồi nè. Wow. Một diễn biến không được chung thủy cho lắm. Nên này. Vì vậy anh Đạt, anh lại muốn đi khách sạn như đêm qua à? Nay em mệt lắm. Không phải, ý anh muốn nói là khi người con trai cởi quần của người phụ nữ xuống thì phải tặng lại cho họ một chiếc váy cưới. Wow. Eo ơi, thế có mà em mở được cả tiệm áo cưới luôn đấy. Đi công tác, xa vợ lâu ngày mò đi đá phò giải vã mà còn phải ngồi lẩm bẩm xin lỗi vợ 10 câu mới dám cởi quần, ngại quá. Sinh viên Mỹ tổ chức tiệc Covid thi xem ai nhiễm bệnh trước. Quá ư là sáng tạo trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Nghe bảo bên Tây họ văn minh lắm mà. Văn minh chứ có phải thông minh đâu bạn. Coi như là tiệc chia tay trước khi xuống suối vàng vậy. Nghe nói giải thưởng rất hấp dẫn. Một quan tài gỗ linh trị giá 2.000 đô. Một buổi khiêu vũ với giai điệu Estonomia mê đắm cùng sự góp mặt của ban nhạc khiêng hòm huyền thoại. Một tour du lịch âm phủ một chiều với hành trình tìm về nguồn cội tiên tổ. Trời ghê chưa? Ở bên Mỹ nó còn có phong tục là chết trẻ khỏe ma đó mà. Đéo hiểu ông nào nghĩ ra trò này. Trường hợp này chúng tôi đấm thường xuyên. Các bạn từ từ thôi, Việt Nam chúng đang điều chế thuốc. Các bạn muốn thử cũng từ từ bình tĩnh nha. Và đó là lần cuối chúng nó được ăn uống cùng nhau. Nói lạc hậu hơn Việt Nam lại tự ái. Hãy để chọn lọc tự nhiên thực thi nhiệm vụ của nó. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Mọi sự xảy ra trên đời đều có nguyên do của nó, nhưng đa phần là do họ ngu. Theo thuyết tiến hóa thì những thành phần ngu đang dần được tách ra khỏi đàn. Con gái Việt Nam mình vẫn có một cái gì đó rất chi là riêng biệt. Wow. Đó là tâm hồn. Đúng là con trai của ta. Chỉ cần một tâm hồn to tròn đã là sự riêng biệt rồi. Tôi thì không nằm trong số đó. Hết tin vào tâm hồn rồi nhá. Những bạn tâm hồn không được to lúc này. Lamborghini sản xuất du thuyền mạnh 4.000 mã lực, chỉ có 63 chiếc, giá hơn 3 triệu USD. Có màu vàng thì lấy chiếc, mệnh kim không hợp màu xanh. Có màu vàng đấy ông lấy đi. Bác còn lý do gì nữa để không mua nữa không? Định mua đi vớt mèo mà không có màu nào hợp với mệnh. Hóng Lamborghini sản xuất xe lăn với công suất 4.000 mã lực.
đang tích góp để mua chiếc bể câu cá. Mời bạn theo dõi kênh Vlog Kỳ Hóm Hình của mình. Clip thứ 2 mình làm về soi vi khuẩn dưới kính hiển vi.